Xin chào mọi người ạ. Hôm nay em sẽ cho mọi người xem hai trường hợp rất là đặc biệt mọi người ạ. Đấy là một bạn hươu và một bạn nai. Hai bạn này đều là các bạn hươu cái và nai cái mọi người nhé. Thì những cái trường hợp như hai bạn này thì khá là đặc biệt, tức là khá hiếm đấy, nhưng mà vẫn có chứ phải không mọi người ạ. Tức là các bạn đấy là hươu cái đã từng đẻ sinh sản rồi, tức là cũng đẻ qua được ít nhất từ 3, 4 đến 5 mùa rồi. Thì thiên chức của các bạn đấy là sinh sản. Thường thì nếu như mà người chăn nuôi ấy thì chắc là người ta sẽ hiểu ngay là đã là hươu cái thì chỉ là sinh sản thôi mọi người nhé. Còn là hươu đực với là những cái bạn hươu cho những cặp nhung ấy. Nhưng mà ở các bạn này thì qua mấy mùa sinh sản rồi ấy, thì các bạn đấy lại nhú lên một bên nhung như thế này. Thì mọi người nhìn vào mọi người bảo là các bạn đấy là BD. Thực ra là mình, theo mình nghĩ ấy, thì nói thật là đến cả các loài động vật cũng không muốn làm giống cái đâu mọi người ạ. Bởi vì nói thật với mọi người là cái thiên chức của một người mẹ, người phụ nữ thì đúng là thực sự là rất là thiêng liêng cao cả. Nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng rất là nhiều những cái gọi là cực kỳ gian nan vất vả. Với người phụ nữ ấy, thì cái lúc lâm bồn ấy, gian khổ khó khăn như thế kia, đau đớn thế kia, thì còn có người chồng, hoặc là không có người chồng thì còn có cha mẹ, anh chị em hoặc là bạn bè trợ giúp. Còn đây các bạn hươu nai thì nói thật là nếu như mà giả sử ở cương vị các bạn đấy thì cực kỳ vất vả, bởi vì các bạn đấy tự sinh và các bạn đấy cũng tự nuôi con, không hề một ai giúp hết. Khi các bạn đấy sinh xong thì các bạn đấy tự một mình làm hết, từ việc là cắt dây rốn cho con, xong rồi đến cái việc là lôi cái nhau thai ra khỏi người, và cũng ăn hết cái nhau thai đấy. Và cái cảnh mà các bạn đấy liếm cho con ấy, cho các con là khô luôn, tức là liếm hết tất tật nước ối ướt còn dính trên cái lông của con hươu con nai con đấy. Thực sự là khi chứng kiến cảnh các bạn hươu sinh sản đấy mọi người ạ, thực sự là xúc động lắm, bởi vì nghĩ cảnh các bạn đấy một mình ấy, cảm giác là rất là đáng thương. Đây, ở đây em nói chuyện thế thôi, chứ còn thực ra là cái này là một cái trường hợp khá là hy hữu. Cũng là gặp một số con, nhưng mà không phải là nhiều, số nhiều đâu mọi người ạ. Chắc hàng nghìn con thì có một con thôi ạ. Đây mọi người nhìn nhá, đây là bạn nai này. Bạn nai này cũng thế, sinh sản khoảng 4-5 mùa rồi đấy. Và cũng lên một bên, cũng là bên phải. Không hiểu như thế nào thì hai bạn này đều giống nhau. Tức là bạn hươu này cũng lên bên phải, và bạn nai này cũng nhú lên bên phải. Một nhánh giống như nhánh nhung ấy. Và cái nhánh này ấy, thì mình nghĩ là không phải ngay từ lúc đầu các bạn đấy đã lên đâu, mà sinh sản mấy mùa rồi các bạn đấy mới nhú cái sừng như này. Chắc là các bạn đấy mong muốn trở thành nai đực, hươu đực mọi người ạ. Mọi người thấy có lạ không? Tức là vừa có thiên chức của con cái sinh sản, nuôi con, và vừa gánh vác trọng trách của một con đực cho nhung. Đây là những hình ảnh mà mình có được từ các bạn trong nghề gửi cho. Xin thông qua đây mình cũng xin cảm ơn các anh chị em đã cung cấp cái hình ảnh này cho mình. Mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Kính chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống nhé. Mình sẽ để nguyên bản cái bản gốc của chủ nhà quay như này nhé mọi người. Mọi người cùng nghe đây, nhé. Đây là con BD đây. Đây, với anh, đúng là anh BD đây.